Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế cho biết trong sáng ngày hôm nay đã có 556 trên 568 các trường học ở vùng an toàn bắt đầu đón học sinh trở lại và hiện toàn tỉnh có 12 trường học ở địa bàn thấp trũng chưa đón học sinh trở lại trường. Và sau đây là phản ánh của phóng viên thời sự tại một số trường học ở huyện Phú Vang trong ngày hôm nay đã tích cực dọn dẹp vệ sinh môi trường, chuẩn bị trường lớp sau lũ để đón học sinh trở lại trường khi đảm bảo các điều kiện đến trường an toàn. Tại một số tuyến đường ở xã Phú Hồ và Phú Lương, huyện Phú Vang vẫn còn ngập sâu từ 0,3 đến 0,5 mét. Nhiều nơi, người dân đi lại bằng ghe, thuyền nên học sinh chưa thể tới trường. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi đang có mặt tại tuyến đường dẫn đến trường tiểu học Phú Lương, huyện Phú Vang. Như các bạn đã thấy, tuyến đường dẫn đến trường tiểu học Phú Lương này là đang ngập sâu và khó khăn cho các phương tiện đi lại. Hiện nay là nước trong sân trường là vẫn còn ít, tuy nhiên là nhà trường đã thực hiện phương án là nước đúng đến đâu là tổng dọn vệ sinh đến đấy, đã huy động tất cả cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường đã là tổng vệ sinh dọn dẹp là sạch sẽ xong, và nhà trường đã thông báo trên bằng nhóm Zalo của từng lớp và nhóm Zalo phòng chống lụt bão của xã, cũng như nhóm Zalo giáo dục của xã là thì việc các đi học trở lại học sinh vào ngày mai, và nếu như ngày mai nếu mà vẫn chưa là rút thì kịp thời thông báo cho học sinh là tiếp tục đi học và một phân công là viên chức trực bảo vệ cơ quan tại trường. Nhiều trường học trên địa bàn huyện Phú Vang sau khi nước lũ rút, các trường đang tích cực dọn dẹp vệ sinh môi trường, thu dọn bùn đất trong sân trường và lau chùi, kê lại bàn ghế để kịp thời đón các em học sinh trở lại trường học sớm nhất. Đồng thời, nhà trường cũng lên phương án dạy bù và có các phương án đối với những điểm trường nước chưa rút. Chỉ đạo các trường ở vùng thấp trũng, đặc biệt là đảm bảo an toàn cho học sinh, tuyên truyền đến tới phụ huynh để đảm bảo em an toàn cho các em vào mùa mưa lũ. Sau khi tình hình ổn định thì phòng sẽ chỉ đạo các trường tổng dọn vệ sinh để đảm bảo cảnh quan môi trường, phòng chống các cái dịch bệnh để đón các em trở lại trường một cách an toàn. Bên cạnh đó thì phòng cũng sẽ xây dựng cái kế hoạch đối với các trường thời gian qua nghỉ học thì các trường cũng sẽ là lên kế hoạch dạy bù theo kế hoạch của nhà trường để đảm bảo cái chương trình kế hoạch đề ra. Trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế còn 12 trường học chưa thể đón học sinh đến trường, tập trung tại vùng trũng của các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang và thị xã Hương Thủy. Sở Giáo dục và Đào tạo lưu ý, đối với những học sinh nhà thuộc vùng lũ, vùng bị chia cắt, các trường thông báo cho học sinh tiếp tục nghỉ học và tổ chức học bù hoặc học trực tuyến đối với cấp trung học vào thời điểm và điều kiện thuận lợi phù hợp. Đối với giáo viên ở vùng lũ không đến được trường, nhà trường có kế hoạch phân công dạy thay kịp thời, đồng thời ưu tiên đảm bảo an toàn cho học sinh khi trở lại trường.